vì động bố mua cho hai kẹo mút. Kẹo mút là động động vừa dị vừa đặc biệt đấy nhá. Kẹo mút hình kem. Trong cái lớp này chắc chắn chỉ có mình qua rồi, bởi vì kẹo xịn mà. Wow. Này mình sẽ khuya hào hóng hết kẹo xịn. Ngủ nhìn thơm nhá. Ngon đấy. Kẹo hình kem kem nhá. Này để đây đợi hào hóng hết đấy khuya. Thôi mình nằm giấc. Này, thôi, à, cái gì? Để đây rồi ngồi ngủ. Mà cái gì đây? À, đừng có động một tớ. Đây nhá, đây nữa nhá, đây nhá. Đây là cái kẹo đấy, kẹo xịn đấy. Đây đây, kẹo que, 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 que em đây. Kẹo que, kẹo xịn đó, xịn. Đây là kẹo xịn đó, cậu biết không? Đâu tớ xem nào. Đấy, có mỗi cái kẹo có gì đâu mà đặc biệt. Trời ơi, rất là đặc biệt ở bên trong ấy, cậu hiểu không? Không. Hãy cậu bóc ra xem đi, ở trong có gì đặc biệt. Ơi, ơi, có hình có xem chưa? Ôi, hình que kem nhá. Ha ha, cậu ngửi chút đâu. Ơi, hình thơm không? Nào, nào, nào. Ơi, cậu có kem đẹp không? Đấy, đấy. Ngon lắm cậu, ngon, ngon. Thôi, cậu kem này cho tớ đi. Không, tớ chỉ khoe với cậu thôi. Cái kiểu này, tớ mua cái bát ấy, cái bát này bỏ tớ ăn hết. Không phải cho ai. Này cún ơi, tao có cái này cơ. Này, cái gì đây? Đây là kẹo sô cô la hình con ong. Nhiều thế. Nhiều lắm đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 con. Bằng 10 con. Ừ. Nhiều bằng tớ nhỉ? Cậu có 2 con mà sao lại 2 lại bằng 10 được? Mà nó cũng hơn một cái. Bằng nhau mà. Hơn một cái mà hơn thế nào? Hơn tận 8 cái mà. Hình con ong màu xanh lá cây này. Màu vàng này, màu xanh dương này, màu tím này. Bằng cái gì cậu ăn được không? Có chứ, ăn được chứ. Có 10 con thì tớ sẽ cho cậu 5 con, tớ 5 con. Có khi nào hắn hơn nó lừa mình nhỉ? Vừa mình cho nó kẹo mà tớ lại cho. À, cho cậu cho cái gì ở kẹo này ăn cho mình đau bụng này. Cậu định lừa tớ hả? Cậu định treo chôn tớ hả? Cậu định cho cái gì ăn cho nó đau bụng mà không? Nếu tớ không kẹo cho cậu ăn kẹo mà bây giờ cậu ăn đi ăn chôn tớ. Cậu nghĩ ai cũng như cậu ấy. Mẹ tớ dặn là cái kẹo này là mẹ tớ mua cho tớ. Mà mẹ tớ dặn là có đồ ăn thì phải chia cho các bạn cùng ăn. Phải biết chia sẻ với mọi người, không được ích kỷ. Mẹ tớ dặn như thế. Nên là tớ chia cho cậu 5 cái luôn, 5 cái bằng tớ. Ơ thế sao tớ không dặn nhỉ? Có mà, cậu giả vờ cậu không nhớ chứ. Người lớn ai chẳng dặn như thế. Chứ làm gì có bác bán kẹo nào mà dặn là cháu chỉ được ăn một mình. Cậu tự bịa ra thì có. Mà cậu ăn thử kẹo sô-cô-la con ong của tớ đi. Ok, để em tớ thử giờ ăn hết kẹo nhá. Không những đẹp đâu mà còn ngon nữa. Nhìn kẹo này ngon đấy. Tất nhiên rồi, kẹo sô-cô-la phải ngon. Thế mà tớ xin lỗi nhá, tớ cho cậu một cái này này. Thật á? Vậy tớ cho chia sẻ với cậu. Mày tớ được học một bài học với cậu là phải chia sẻ với người khác. Tớ nhớ rồi á. Ôi, kẹo này chắc là ngon lắm đấy nhở. Cậu kỳ kem đấy. Kẹo mút hình quay kem luôn. Mà cậu ăn thử kẹo của tớ đi. Ui, con ong này. Cậu ăn màu vàng à? Tớ ăn màu xanh. Đừng có màu vàng. Tớ ăn màu xanh à? Màu vàng nhìn đẹp được cậu nhờ. Màu vàng giống con ong mà nhở. Hai cái mắt thì cậu ơi. Nè, cậu thử bóc ra ăn đi. Ui, này. Wow. Ui, là một cục sô-cô-la luôn cậu ơi. Ăn đi. Wow. Ngon. Mà hình dễ thương nhỉ? Ong dễ thương đấy. Ngon quá rồi, mình nghe thấy cậu ơi. Em mày nữa nhá. Có đồ gì ăn thì phải biết chia sẻ cho nhau, cậu nhớ chưa? Tôi nhớ rồi.